Puma đây các bạn này, 200 lít 4HP 200 lít. Đây là Pegasus 3HP. Đây là 3 cái 3HP này. 3HP 120 lít. Áp 8 và áp 12,5. Đây áp 8 thì 2 đầu lén, áp 12,5 thì nó 3 đầu lén. À, cái này là 4HP. 4HP 120 lít. Cái này là 3HP. Hai cái 3HP, một cái là 4HP. Đây cối 30 lít này. Cối 30 lít này, đây đóng sẵn rồi này, đang ép cái kia đang ép hơi cho khách. Đây là 3 Puma này, cái này cũng 200 lít. Áp 8. Đây là máy SL. Cái này là 4HP 230 lít. Cái này áp 8. Áp 8. Đây mấy hàng này chuẩn bị lên đường này. Một cái đi An Giang. Hai cái cùng đi An Giang. Hai cái cùng đi An Giang. Đây cái này là 4HP. 4HP 230 lít. Áp cái này áp 8, áp 2,5. Bóc này ra nhé. Nhập lô này hơn chục con, bán giờ đến 29 là hết. Giao hết đơn. Đây là nhập lốt cái lô này xong là nghỉ lễ 29. Thường bao giờ lên đường cũng bọc như này cho cẩn thận. Nó này ra này bọc lại nó bụi. Cái trong kia là 4HP 330 lít. Đây là nó dài khoảng độ 4 này. 42 là 662 12 63 18 tầm độ 2 mét. Con này là áp 12,5. Áp 12,5. 4HP 230 lít áp 12,5. Đây vừa nhập một lô máy Pegasus này. Đây con này to nhất. Đây là toàn dòng điện 220 thôi nhé. Còn điện 380 thì để trên kho cơ. Đây con này là 4HP này. 330 lít. Áp 12, áp 8. Con này áp 8. Đấy. Con này nó dài tầm độ 2 mét. Đây con này thì là 4HP 230 lít. Áp 12,5. Con này áp của nó áp 12,5 này. Nó rất là mạnh. 3 đầu lén. Con này cũng 230 lít nhưng mà con này là áp 8. Áp 8 thì nó chỉ lên đến 8 cân thôi. Là nó dừng 6 cân nó chạy lại. Áp 12,5 thì nó lên đến 12 cân rưỡi. Còn đây là cối 30 lít này. Đây đang đóng hai em này. Hai em này là đi An Giang này, anh em này cũng An Giang này. An Giang mua nhiều cái gì nhỉ? Cái này của bạn Hiệp ở huyện Châu Thành, An Giang. Đây là của bạn Việt ở chợ mới An Giang. Đây là bạn Tuế ở Hải Phòng, bếp phun này. Đây là cối 30 lít này. Đây còn rất nhiều. Đây là Puma này. Em này là 200 lít. Áp 8. Đây cối đây, cối 30 lít lắp nó đầy đủ rồi đây. Đây là em Puma 200 lít. 4HP 200 lít. Còn đây là ba em Pegasus 3HP 120 lít. Áp 8. Con này là 4HP 120 lít, nó có 3 đầu lén này. Đấy con này thì 3HP 120 lít. Áp 12,5. Đấy, con này áp 12,5.
áp 12,5 nó vẫn lên được 12,5 cân. Đây là cối máy nén khí này. Cối này. Đây là cối 100 lít này. Cối 100 lít thì đựng được 2 tạ cát. Bạn nào mua thì alo nhé. Rất là nhiều hàng. Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang. Điện thoại 0915 101 180. Xin chào tạm biệt các bạn. Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên phân phối bán sỉ lẻ máy phun cát thế hệ mới, dùng bắn đá bia mộ, tạo nhám gương kính, bắn đầu bò sơn xe máy, bắn sắt sơn tĩnh điện, đồ gỗ CNC, làm sạch bề mặt tất cả các chất liệu. Các sản phẩm bao gồm máy nén khí Puma, Pegasus, cối 30 lít, 100 lít, cát thạch anh, oxit nhôm, hạt mài, bếp phun carbon, hợp kim, dây cao su vải bố và các phụ kiện nhập khẩu khác. Đặc biệt, cung cấp chọn bộ máy làm bia mộ gồm máy vi tính, máy cắt đề can Mimaki, máy nén khí, cối, cát, bếp, được học nghề miễn phí. Với phương châm luôn mang giá trị đến với khách hàng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, chúng tôi cam kết sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Hotline 0915 101 180. Địa chỉ tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biển, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.